cô có biết không? Đây hàng này cô mà không nhận đó, cho em tưởng nó gia đình tôi như thế nào á. Thì chú nói với công ty là khách hàng không nhận cũng được mà, dễ quá đi chú ơi. Món ăn này á, cả đời gia đình tôi cũng giống lắm ăn. Vợ tôi á đang ở nhà chữa bệnh. Con nói thiệt chú nghe nha, hiện giờ trong túi con không có còn 2 triệu nữa. Xin lỗi chú nha. Không cần xin cô đó. Chú ơi, chú, hình như là từ đằng xa tôi nghe rồi, hình như có ai bầm hàng chú phải không chú? Tôi cực khổ kinh tiền quá thì giải bệnh. Mày nói nào, đặt hàng nó không nhận hàng. Ai mà ác nhân vậy chú? Con không. Rồi rồi rồi, tôi biết địa chỉ này rồi. Để tôi kiếm con nhỏ đó, tôi xử lý cho chú. Chú cho tôi số điện thoại. Có gì á, tôi kiếm nó, tôi lôi đầu ra. Nè cô, thôi nè chú, được rồi, chú chờ đi, tôi giúp chú. Thôi, chú bình tĩnh đi. Vậy đi chú, tôi đi kiếm, tôi giúp chú. Tôi biết địa chỉ này, chú yên tâm. Có gì tôi kiếm nó, tôi điện thoại tôi giúp chú. Nè em gái, em có phải là anh Hồng không vậy? Đúng rồi chị. Đúng hả? Sao bà quýt tôi? Mày có phải là mày mới đặt một đơn hàng mà mày không nhận, mày bơm hàng của người ta không? Em đâu biết gì đâu, em đâu có đặt vậy. Không biết hả? Mày nói một tiếng nữa đi, mày nói một tiếng không biết đi. Tao đặt cho mày, đừng muốn hỏng nó mất mũi mày tính không? Hả? Có, em có đặt. Trời, mày tin á, cái đơn hàng của người ta 2 triệu bạc, vợ con người ta cực khổ nè, hả? Người ta già cả đi nè, mày có còn là con người hay không? Xin lỗi chị. Xin lỗi hả? Mày đi đâu? Đi đâu? Bà bây giờ mà bà không đi hen má, con quýnh bà rớt cái hàm răng của bà luôn á. Không đi mà. Đó, mày nhìn đi, con quỷ. Mày nói gì đi chứ? Chú cho con xin lỗi vụ chuyện mà con bơm hàng 2 triệu của chú nha chú. Con tính đặt chơi cho vui thôi à. Chị bắt gì đó trời. Tại vì con không có biết chú mà từ thành thị giao tới miền quê của con xa như vậy. Con xin lỗi. Thì ra cô là người bùm mấy con cua đó hả? Dạ là con. Mặt mũi cô cũng sáng sủa. Sao cô làm chuyện ác nhân vậy? Cô nhìn nè, vợ tôi bệnh nằm đây, gia đình tôi chỉ có cái trò nhỏ này thôi. Dù giàu hay nghèo á, cô cũng hên làm như vậy. Đừng bùm hàng người ta, tội lắm em đúng không? Người ta nghèo khổ vậy, mày thấy chưa? Mày bầm hàng người ta, mày ác quá vậy, mày có bộ không người không vậy? Ác không vậy? Em xin lỗi mà, em không biết. Dạ, con có nhiêu đây, con gửi chú. Ủa, cô nói con không có tiền mà. Dạ, con có, mà tại vì con không có muốn lấy hàng của chú á, nên con... nó không, nó giấu chú đó. Mày càng nói, nó càng muốn giọng như cái họng á mày. Mày đừng có ác như vậy. Này, tôi cũng có vài trăm, cũng ít lòng nhiều. Cho tôi gửi thêm để lo thuốc men cho vợ chú nha. Mỗi ngày á, chú chạy như vậy kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Nó thành lời lên quá. Ngày chú kiếm được 80 đến 100 ngàn à. Trời ơi, mày nghe chưa con xuất vật? Người ta đi làm mà mày bơm kiểu đó, một ngày người ta mất mấy chục ngàn. Vợ có người ta bệnh nữa, mày có còn là con người không hả? Xuất vật. Thôi bà, xin lỗi rồi. Cô đừng làm gì nữa. À nè, mời con chú của cô nè. Không ai đụng vào hết. Cái gì vậy ba? Cái thùng cua này là của tao. Cái đó của em, thùng cua của em mà. Ủa,
mày quá mệt mỏi nè, tao chửi mày tao cũng mệt mỏi nữa. Cho nên á, tao phải được hưởng cái thằng cua này, tao ăn cho lại sức để tao trừng trị mấy cái con khốn nạn, cái đứa bom hàng như mày tao không mơ. Mày biết chưa? Mày vô nhân đạo. Tao dạy cho nó mà mày học cho mẹ coi. Tôi tặng con một câu: khi bọn trẻ chổi đá vô con ếch chỉ để đùa vui, nhưng con ếch nó không chết đùa mà nó chết thiệt. Mày hiểu không mày? Dạ em hiểu, em hiểu. Đi về nào, coi liêu hồn nó xin lỗi người ta. Nhớ lấy. Ba hồi nãy con nói câu đó con hiểu không? Hiểu chết liền á, con mới coi cho tớp. Trời ơi, bình thường làm gì để cho bị chửi rồi bị đánh? Mọi người đừng nên bắt chước như cô này nha. Làm người giao hàng khó khăn và vất vả lắm, mình không giúp được họ thì đừng nên làm tổn thương họ. À, mọi người đừng nghĩ đây là tên phim ảnh nha, ở ngoài đời có thật đó. Tôi thề á, không bao giờ tôi lấy chồng nữa. Má đó, má cái gì má cũng bình con má. Má có biết hả, nó tối ngày ăn nhậu say tỉnh á, dù đúng hay dù sai cái gì má cũng đè đâu, má chửi với đầu con nè. Bên sao thì nó cũng đi làm vậy mà giờ nó thất nghiệp thì mày cũng phải thông cảm cho nó đi. Chồng con mày mà mày bỏ đói nó cả tháng trời, mày không nấu cơm, quần áo cả tuần mày không giặt. Mà sao má biết, má ở cái chung nhà con bao giờ không mà má biết hả? Má biết hả, một tuần 7 ngày mà đi nhậu hết 7 ngày. Con á thì còn nhỏ, nó không lo, đã vậy nó không biết lo kiếm tiền nữa. Con vừa chạy xe đa ôm á hả, mà con vừa đeo theo nhỏ thêm, mà con vừa đi làm kiếm tiền á. Cười ông sao, thay vì ông ở nhà thì ông phụ ông nuôi con đi. Còn cái này không đâu, là ăn nhậu mà để con còn giữ đi nè. Con không có tức là ông á không liếu làm ra tiền, mà cái sự vô tâm của ông á. Thay vì biết vợ cực như vậy á thì giữ con cần. Con đi làm nuôi ổng đưa con đi. Còn cái này biết ăn nhậu mà. Má, lúc nào má cũng bên ổng không á. Chuyện vợ chồng bay bay tự xử lý đi chứ. Chứ giờ sao giờ? Có mấy cô mày coi đó, tối ngày á nó cứ nhăn nhăn, cơm nước thì không nấu cho chồng ăn, quần áo thì không giặt. Đúng rồi, ổng là con của má mà, cái gì ổng cũng đúng hết á. Còn của ba nữa. Của ba sao? Của ba tối ngày cờ bạc không mà. Của ba không có tiền á, của ba cái tuần qua mượn tôi hả? Thế tôi không có tiền ha, bao nhiêu tôi muốn đứt ruột á, tôi dán cho cô ba. Mà cô ba sao? Tối ngày cũng mắng chửi đai nghiến tôi không mà. Ủa tao cũng trả mày rồi mà, tao có giật đâu. Trả chậm thôi. Mày có lỗi mày còn chửi mắng người ta như vậy sao được? Nhà tôi ở mà tối ngày sao chị cứ chăm chọt hoài vậy? Còn chị bảy nữa nè. Ai như chị không? Con em bệnh á, em không có tiền á, thay vì cho chị cho mượn tiền giúp đỡ em, chị còn đi ăn lời á, chị có chứ. Mày nói cái gì vậy hả? Tao gì với mày? Trời đất ơi, mày sống trên đất nhà tao mà mày đi đến chợ á, mày ra bán á cả dòng cái họ nhà tao, mày làm vậy được không? Con mày bệnh á, mày đó hả? Mày mượn tiền tao cho mượn mày cái gì? Ủa vậy tiền đâu mua sữa cho con mày cho con hả? Có ai làm vợ như mày không hả? Chồng đi làm nè, về hả, chưa tới nóng đít mà hả, mày gom hết tiền rồi mày vét hết không còn một đồng bạc, mày khóc kể gì nữa hả? Mày có nấu cho nó bữa cơm nào không? Quần áo mày có giặt không? Mày làm vợ kiểu gì? Chị nghĩ đi, sáng tôi dậy 5 giờ sáng tôi chạy xe chạy tới 12 giờ khuya, thời gian nào mà tôi phải lo mà nấu cơm chồng con mà giặt chữ nữa. Thôi tốt lành quá hả, 5 giờ sáng 12 giờ đêm hả, chứ không phải hả tụ với con 5 con 7 trên chợ bà năm bà sắp chiếu có không? Mày đừng nói tao có, mày nói chở hả bị hạ rong ra hả, mày rung rủi mày quét quán này quán nọ chạy xe hả, trời ơi ngày mày tốt lành quá thôi. Còn cô Út á, cô chưa có chồng á thì con nên để bước cô đại đi, cô chuyên một cái chăm chọn gia đình tôi để cho chồng tôi mắng với tôi hoài á. Đâm thọ cái gì mà đâm thọ, có sao tao nói vậy thôi. Mày coi lại mày đi, bây giờ á thằng chồng mày nó lỡ nó thất nghiệp thì mày làm mày phụ nó là đúng rồi, của chồng công vợ. Ở lúc nó đi làm nó cũng lo cho mẹ con mày chứ lo cho ai. Mà bây giờ hả mày đặt tính toán. Đúng rồi, cái nhà này cái gì tôi cũng sai hết á. Hả, tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng sai luôn nữa. Mày đừng có tự cho nên mày kể khổ lắm nha. Nha, vợ chồng phải đồng cao đồng khổ với nhau, chứ không phải thổ chúng nó không phải làm ra tiền mà mày chi chết nó. Chị thấy đi đi chồng vậy ăn nhậu suốt ngày không lo vợ con á, chị nghĩ để chị làm được không? Ngày qua ngày cộng thêm gia đình chồng tối ngày mắng giết hoài á, tôi là con người mà. Con người mà tôi đâu phải xúc giật đâu, mình mới không biết được cái cảm giác của tôi. Trời ơi, vậy thằng em sao mà xúc giật hay cái gì? Chừng nào mày làm tốt thì người ta sẽ yêu thương mày. Trời đó, mày là con vợ không có gì cho miễn người ta yêu thương mày đùm bọc cho mày sao được. Mày khổ. Tất cả là tại mày hết trơn á. Nó đi về á, mày chăm sóc đàng hoàng cho nó, cơm nước đầy đủ, yêu thương nó chút thì nó đâu có đi nhậu nhẹt bỏ bê con cái, nó cũng phụ giúp mày mà. Mày đừng có chửi trên đầu mắng cha mắng mẹ người ta thì người ta đâu có làm lỗi với mày. Ổng mới là một người chồng
chồng vô tâm á, còn thêm một cái gia đình chồng quốc như vậy nè. Này thôi em ơi, em ở trên cái đất của gia đình chồng mà em khổ quá, em chửi hết gia đình chồng em như vậy, em coi được không? Bây giờ em tu tâm dưỡng tánh đi thì cuộc đời em nó sẽ sung sướng hết khổ, được chưa? Bởi vì á mày khổ như vậy, mày chửi như vậy cho nên thằng chồng mày á nó mới đối xử tệ với mày như vậy đó. Tôi không bao giờ đâu, tôi nói sự thật mà. Cái sao tôi nói vậy thôi bộ không đúng hay sao hả? Mà cái gì mà nói thẳng thắn là mấy người nói là hổn, không lẽ bây giờ lúc nào cũng phải thì mỹ dạ thưa mẹ thưa chị thưa em chồng em mới chịu phải gì? Mày hả, nói xấu má chồng mày hả, hết cái chợ ai cũng biết rồi. Tao nghe đây lỗ tai đây nè, tôi nói sự thật mà. Mà sao vậy thôi, má chồng cái gì cũng binh con trai của má hả, cái gì cũng đúng sai cũng chửi vô đầu tôi, chút giận vô đầu tôi. Má cô má làm gì mới đúng không? Má cưng chiều ông đến nỗi hả, đồ mà thao thao má cũng giặt đồ cho ông. Ông lớn già đâu rồi phải con đất đâu mà má phải giặt đồ cho ông. Chứ mày làm vợ mà mày không lo cho nó, mày cơm nước mày không nấu cho nó ăn, quần áo mày con không giặt nữa thì tao phải lo cho con tao hả? Mày hổ quá trời đi, mày đi rao khắp thiên hạ, mày ra ngoài chợ á mày nói xấu cái gia đình chồng, nói xấu luôn á tao nè, tao còn không nói nữa. Chính vì cái sự nương chiều của má mới làm cho con trai má hư á, mà làm cho hổ được có cái con luôn nè. Mày á đang ở trên đất của gia đình chồng, đất của má tao, má tao còn hiền á cho mày ở, gặp người khác đã tống cổ mày đi từ lâu rồi. Đúng rồi, tôi ăn nhà ở đậu nhà mấy người á, hình như mấy người lúc nào cũng chi giết chuyện đầu tôi nè, dù đúng hay dù sao mấy người cũng chút đầu với người tôi á. Tôi thề là tôi không bao giờ hả làm dâu với nhà người nữa đó, tôi sợ quá rồi. Tao nể là cháu tao còn nhỏ, cháu tao mà lớn tao bắt cháu tao đuổi mày ra khỏi nhà luôn cho mày biết. Mày nhớ cái câu nói của má ngày hôm nay nha, má thương nó quá thì má gửi nó về tao luôn đi, tôi sẽ không trở lại của nhà này nữa. Tao quá nè. Mày mọi người thấy đó, làm dâu làm con á, ở trong gia đình á không được hỗn láo, nhất là đối với cha mẹ. Rồi á, nếu mà trong gia đình có chuyện gì á thì đừng có giặt áo cho người xăm lưng, làm như vậy là không có đúng. Mọi người nghĩ trên phim mới có đâu nha, ngoài đời có 100% luôn đó. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn các bạn. Ủa cái gì vậy con? Làm cái gì vậy? Bánh nó chứ làm gì? Ai vậy Trung? Con đâu quen biết người ta đâu. Mày nói không quen hả? Mày làm cái bụng tao ba lớn đi, mày nói mày không quen tao. Nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Cái bụng của cô là của ai mà ở đây tự nhiên kiếm chuyện với người ta? Là của mày đó, không khóc. Bằng chứng đâu, mắc cái gì của tôi? Cô coi, sao mày nói mày không bằng chứng hả? Hả? Mày nói mày không bằng chứng hả? Tao nói rồi, nó mới quen con một tháng à, nó kêu con đi du lịch với nó rồi. Bây giờ là 3 tháng, cái bụng tao 2 tháng rồi đó. Thôi, mày ơi, nó làm con người ta có bầu. Đúng luôn. Mẹ mặt nó trời. Trung, xảy ra chuyện lớn vậy á, sao con không nói cho má biết vậy? Má để con giải quyết. Nè, mấy cái này bây giờ làm giả mấy hồi, mắc cái gì mà mày nói con của tao? Làm giả cái bụng tao giả hả? Cái bụng thì bụng của mày, ai biết con mày mày đi với thằng nào rồi giờ mày đổi thừa tao? Mày dám nói giả thằng? Làm tao có bầu xong giờ bỏ người ta. Tao không là mày đúng chung. Con nói bé, đừng anh ơi, một hai, không sao đâu em, anh chịu trách nhiệm, anh thương em mà anh cưới em. Bây giờ vậy đó, có chuyện một cái hả điện ỏi ra ỏi ra, anh đi công tác anh bận lịch, bây giờ anh cưới vợ. Thì bây giờ mày quậy tới vậy tao nói thẳng luôn, tao cũng chịu trách nhiệm cho mày, tao chuyển tiền cho mày đi b**** rồi đó, sao mày không b**** đi? Trời ơi, cái gì bắt người ta đi b**** ra trời. Trời ơi, dễ sợ luôn, chú dễ gì mà ác, thằng này sợ hành quá. Dễ không vậy trời. Con mình luôn. Đó, bà nghe nó nói chưa? Cái gì? Sao con vậy Trung? Má mà biết vậy á, má không đi hỏi khách cho con đâu. Nó cũng là con mày á, mà tao không ngờ cái con người mày vậy luôn á, đúng là mắc tao đuôi. Con bình tĩnh đi, bây giờ con về đi, đứa bé trong bụng con á, bác sẽ nhận. Má chịu trách nhiệm gì với cái hạng người đó má? Má chịu trách nhiệm thì con cảm ơn, nhưng mà bữa nay con tới đây để con quậy cho thằng này biết mặt. Thôi mà, rồi bây giờ cái gì cái á cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Con có bình tĩnh, đi về nhà đi, rồi ngày mai á bác sẽ kêu chung dẫn qua nhà con để mình giải quyết nha con. Khỏi bác, bữa nay con tới đây con làm cho biết mặt bữa nay nè, chứ đừng nói bữa nào nữa trơn á. Rồi giờ mày muốn cái gì? Muốn quậy đám cưới mày đấy chứ sao? Mày quậy đủ chưa? Mày đừng có nghĩ mày có bầu thì tao không làm gì mày nha. Mày làm gì tao làm thử tao coi chơi nè, nè con mày nè mày đánh đi. Anh Chu, anh nói là anh chỉ thương một mình em mà, anh nói là anh muốn cưới em mà. Thì đúng rồi đó em, anh chỉ yêu và thương một mình em thôi, nhưng mà tất cả các em ơi. Nghĩ sao vậy? Chị nè, cũng nói y chang vậy đó. Mà một hai là chị từ chối chứ không phải như em mà chịu dễ dàng gì đâu. Mà nó dẫn dụ cho bằng được, cái bụng mới lớn rồi nè. Em nhắm bữa nay em cưới thằng chồng như vậy về á, em hạnh phúc không? Ba má nó cũng chịu là chịu cho chị rồi đó, chu cấp cho con đó rồi đó, rồi cuộc đời em ra sao? Hạnh phúc hay không á là chuyện của tao, còn ba má tao chịu chu cấp chưa chắc gì tao chịu chu cấp. Thôi mà mày không có tư cách mà nói chuyện cái đó đâu. Mày cũng không có tư cách đâu. Nó là con tao, tất nhiên tao có tư cách là nó trong bụng tao nè. Thì trong bụng mày mày nuôi đi, mắc gì mày qua kiếm tao làm chi? Tao được kiếm cho mày biết mặt gì đó chứ con tao nuôi được mà chung, tao có tiền mà. Tao đâu phải bại sụi đâu mà đi làm ăn làm tiền. Thôi được con, bây giờ con đi về đi con.
Tôi về đi, ngày mai bác sẽ qua nói chuyện với con. Không bác, con đã nói con không về. Sao ba má mày được mà con người mày gì kỳ vậy? Nói tới là muốn đánh ra chứ. Mày đụng ai được, đụng đừng có đụng tới ba má đâu nha. Tao không có đụng ba má mày, tao khen ba má mày sống được mà sao con người mày không? Con người tao không tiền tại mẹ tao. Đó đây chưa, đó đây chưa. Chung mà. Ủa, chứ má thấy làm sao? Cái hạng người nó làm sao? Nó cũng chịu á, quen tao một tháng trời rồi chịu lên giường với người ta, rồi để vợ có bầu. Tại nó ngu thôi. Cái hạng người tao ngu vậy đó, tao chịu lên giường với mày. Tao phải là không không mà tao xách váy lên giường mày, tao làm đâu chung. Mày dụ dỗ tao từ ly từ tí mà. Mày cũng bỏ công bỏ sức ra mày dụ tao một hai tháng mà chung. Mày không ghiều không mày tao hả? Mày giận người mày ăn được rồi mày bỏ đi. Nè ốc rồi mày đổ đi, sao mày ăn xong mày không đổ? Mày dữ vậy á rồi ai dám cưới mày? Ở đó mày đổ. Trời, tao giữ vậy đó còn chưa lại cái bộ mặt giả tạo của mày đó. Đó, mày cưới nó đi, cưới nó đi em. Cái hạng người như tao á mới quen cái hạng người phiền phức như mày á. Trời anh Trung, em thất vọng với anh lắm luôn á. Mày mày đi đâu? Mày là thằng đàn ông á, mày vô trách nhiệm quá. Ờ, biết vậy tôi không có đi cái đám này đâu bà ơi. Ừ, xui lắm luôn á. Thôi đi về đi mấy bà. Thôi đi về đi. Đi cái đám này về tôi xui một năm luôn. Ừ, đúng rồi đó. Dễ sợ luôn. Xui xẻo gì đâu. Đi. Trời, cái đám gì đừng có mời tôi nữa nha. Trời ơi, mất máu. Tôi biết vậy tôi không có đi cái đám này đâu. Xui xẻo quá. Ba mấy chị, mấy anh chị cảm ơn nha. Trời, vừa làm tới sức luôn á chung. Trời ơi, trời. Chưa bữa nào mà tao vui như bữa nay luôn thiệt á. Người tao là vậy đó, phải có qua phải có lại. Hạng người với mày á mới quay được hạng người như tao thôi. Mày đừng có nói như vậy. Mày nhỏ trong đó đó. Thì đúng rồi. Bây giờ mày mới có bà quan đó. Mày làm gì vậy? Mày làm gì hả? Để con chết đi chứ. Đó. Má. Má. Đồ đồng đó. Trời, bữa nay tao hả dạ lắm chung ơi. Mày. Mọi người ơi, làm con người ta có bầu rồi á thì phải có trách nhiệm chứ. Đừng có sống vô trách nhiệm như vậy. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời có nè. Sẵn khăn, sẵn khăn chưa hứa. Sẵn khăn rồi. Sẵn sàng. Còn con đầu khâu tiền khiên. Là gì? Con đầu tiên. Con đầu tiên đó. Hoài. Nằm khăm. Chị mới chơi cái đồ nằm rồi má. Số 5. Số 5, chị 7 đặt 5. Chị 7 số 5. Số 5 hả? Gầu hết thức luôn. 7 khay tàm khăm. 78. 78. Muốn khóc vậy đó. Bà Kha. 30. Ba. Chạy, cứ phó em số 33 không có. Chị không lại có coi. Ừ. Đây nè bà nội. Trời ơi má là có chưa á. Mấy chị ơi. Sao khao 7 khay. 67. Bồn khôn. Tao muốn chửi thằng này hết sức luôn vậy trời. Tàm khăm sao khao. Là gì? 86 đặt vô. 86 hả? Ừ, ở đây kêu vậy vậy giật cho. Tam kham một khôn. 81. Mày kêu đàng hoàng đi. Mày kêu đàng hoàng chứ cô bác tao đặt quý. 50 tam kham. 58. Ê, tao quạo quá nha. Mày kêu tiền đàng hoàng đi, nãy giờ tao thua tao bực bội mày lắm rồi đó. Chờ khờ. Ê, mày chửi tao hả? 11. 11. Tao tưởng mày chửi tao có là 11 đó bà, chửi gì mà chửi. Trời, hiểu luôn bà nội ghê vậy. Rồi. 10 khươi 7 khay. 17. Sào khao tàm kham. 68. Sào khao trình kinh. 7 khay. Trời đất ơi. 7. Em không hiểu luôn á chị. Năm khâm cài khai đời khơi. Cái gì vậy? Là cái gì vậy? 55 cái đời. Hổ chắc kiểu này kinh cái đời rồi đó. Nó 55. Lẹ lên. Bà Kha. Cái gì bà ba? Đọc từ từ thôi cha nội. Bồn khôn nằm kham. Nằm nữa. Nằm hoài vậy ba. 45. Đặt vô. Tiếp đi. Bảy khay sào khao cài khai đời khơi. Mày từ từ có mày kêu đàng hoàng đi. Cái gì mà kêu hoài tôi đặt không được ta. Cái đời. 76 cái đời. Cái gì đợi hoài vậy? Cái đời nữa. Gì đợi hoài vậy? Bồn khôn nằm kham. Có chỗ mày nằm luôn bây giờ. Nằm không. Thôi bây giờ kêu lẹ kêu nắm nha. Kêu từ từ thôi. Kêu nhanh quá người ta dọn kịp. Bồn khôn một khôn. 41. Kêu gì mà không biết đợi là gì luôn. Cười cười tạm kham. Là gì? 18. Vô. Bà Kha tạm kham. 38. Hai khai xào khao. 26. Ê tao dọn không có kịp à. Từ từ đi tao bỏ mấy con rồi đó. Bà Kha tạm kham cài khai đời khơi. Cái đời. Cái đời đó. Trời ơi có dọn đó. Bày khai. 77. Nằm khâm xào khao kinh khinh nha. Trời.
kinh hoài vậy ba? Trời ơi, ghen quá. Ghen kinh hoài vậy? Nghỉ chơi đi. Nghỉ là một rồi nha. Ờ, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Ủa, mấy bà lạ quá, mấy bà xuống chỗ người ta chơi thì mấy bà phải chơi theo luật của người ta chứ. Nhưng mà mày kêu từ từ thôi, mày kêu tao không hiểu gì hết trơn rồi. Tao hiểu bỏ mà còn không kịp kìa. Thu hoài. Kinh hoài vậy? Tao biết rồi. Chắc nó nhìn cờ hay cái gì mà nãy giờ nó kinh không mà. Mày chơi nhìn cờ đúng không? Ơi, làm gì cờ? Người ta bỏ vậy người ta xào, người ta bóc ra người ta kêu hộ. Xào, người ta bóc ra người ta kêu hộ. Nãy giờ mày kinh không mà. Mày bóc trong tay, mày nắm trong tay mày gõ vậy. Ở đâu ra vậy bà nội, tôi chơi với bà mấy năm trời rồi. Tự nhiên ra bà nói luôn vậy. Nãy giờ nó kinh nhiều dễ sợ không ai kinh chứ. Mày kinh có mình mày kinh là sao? Không cầu xiên thấu gì đó. Mày nhìn đi nè. Trời ơi nè. Móng te luôn vậy nè trời ơi, mà con đã giờ còn rách nữa. Nãy giờ chơi có mình ơi mình kinh nè. Trời ơi mày nghĩ sao vậy? Nó chạy xe ấy nè, nó vô đây nó kiếm nước của chị em mình nè. Trời ơi, trời ơi, bỏ công bỏ sức ra. Tôi kêu cho mọi người, tôi mệt cái cuốn họng tôi thì phải có nước uống chứ. Mày kêu đàng hoàng đi, người tao. Ăn gian hồi nào người ta kêu đàng hoàng, người ta kêu ra số. Mày khai thiệt mày nhìn cờ đúng không? Nãy giờ mày kinh liên tục luôn nè. Bà ngồi kế bên tôi bà ấy tôi nhìn đâu? Bà có bằng chứng không? Tao thấy nè, mày để vậy nè. Mày ha, nãy giờ mày kinh là tao nghe mày xảo trá rồi. Mày tính hả vô lại mày lấy mấy chai nước ngọt của tụi tao hả vậy? Ủa vậy chơi lại. Ờ. Chơi lại đi. Ủa chơi lại cho mày kêu vậy đó hả? Đợi đi. Đợi gì? Không, chơi lại đi. Rồi chơi lại đi. Nhưng mà tụi tao không có chung nước ngọt cho mày đâu nha. Rồi chơi luôn. Ê kêu đàng hoàng nha. Tao bực bội từ nãy giờ tao thua đó. Còn con đầu khâu tiền kìa. Con đầu. Thứ ba. Con đầu tiên chưa kêu. Con đầu tiên. Bồn con. Số 4. Nằm khâm. 55. Chị cái này chưa nhỏ quá em thấy đường vậy luôn á. Nè má ơi. À. Xào khao trình khinh. 69. Nằm khâm tàm khâm. 58. Khai khai trình khinh. 39. Nằm khâm không không. 50. Bày khai xào khao khai khai đời khơi. 76 cái đời. Dầm khâm. Con nghĩ mẹ đi. Kêu con tôi mà dầm khâm. Hết dầm đã nằm. Hồi tôi dầm mỹ giờ á. Ủa dầm khâm là 21. Mày khoái dầm không? Tao dầm mày bây giờ nè. Mày dầm khâm hả mày? Hả? Dầm hả? Dầm khâm hả? Chơi đàng hoàng đi. Hết nằm tới dầm hả? Tao cho mày dầm khâm chết bữa nay luôn nè. Mày dầm khâm nè. Dầm khâm nè. Từ bỏ ra ngoài xã hội lắm. Mày chơi gì đâu. Ngang. Nằm tới dầm hả? Mọi người ơi, Lô Tô là một bộ môn giải trí. Mình đừng quá khắt khe trong cách chơi, để rồi ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngoài đời cũng có nữa đó. Mình nghĩ bà cô mình bao nhiêu tiền nữa. Ba, gì ba? Đi chơi hả con? Trời, con heo của tôi sao nằm đây? À, trời, tiền của tôi đã mất hết rồi. Sao kỳ vậy? Thằng Dung này chứ không ai. Thằng này báo không à. Alo, chị hai hả? Gì vậy Thi? Thằng Dung đi vô nhà em, nó lấy con heo đất của em. Lấy hết tiền chổng luôn rồi chị. Trời đất ơi. Trời, cái thằng này nó báo nữa rồi trời. Thằng Trung nó lấy tiền của bà Thi kìa. Ôi trời, thiệt tình là báo. Anh có quà tặng em nè. Mại dời. Em nhắm mắt lại đi. Hứa nha. 1, 2, 3. Cái nhỏ anh nhầm, cái này hồi nãy anh đập con heo đất nên là anh đem theo luôn. Ôi làm hết hồn. Chứ anh biết á là em sắp mua điện thoại á nên anh có cái này cho em nè. Ủa ở đâu nhiều quá vậy? Còn nghe nữa nè. Trời ơi, ai heo vậy? Em có mơ anh nghe. Thì anh nuôi heo đất đó. Anh nuôi heo đất mấy năm nay á, cực khổ lắm á. Anh thấy em thích điện thoại nên là anh đem cho em á. Ủa sao em không nghe anh nói gì hết trơn vậy? Thì không nói cho em, anh mới tạo cho em được bất ngờ chứ. Cảm ơn anh nghe, anh đẹp nhất. Vậy em có thưởng cho anh gì không? Anh muốn thưởng vậy? Sao em tán anh? Mày nghĩ sao vậy? Tiền gì ba mày á, ký kết bỏ ống mà cũng đập mày đem ra để cho cái
Ủa sao anh nói anh nuôi heo? Thì anh nuôi heo ở nhà dì ba, thì con heo đó của dì ba anh. Trời, tuyệt á, mày hết sức nói mà. Máu quá chung à. Trả đi con. Tiền gì cô? Thôi con, bây giờ cái tiền đó là nó ngay cắt của dì nó, con cho cô xin lại nghe con. Ôi má kỳ quá à, tự nhiên tiền con cho bạn gái con lấy lại quê chết. Quê cái gì? Tiền đó của mày hả? Chừng nào của mày vậy mày cho ai mày cho? Là quyền của mày. Còn tiền là của dì ba mày, ai dạy mày thói cắp hả? Không biết nữa. Trời sao đứng chơi chơi vậy con? Con gửi lại tiền cho cô đi. Tiền gì cô? Thì tiền chung nó đưa con á. Cái đó tiền anh chung lấy của dì ba thì cô hỏi gì anh chung nè. Chứ tiền anh chung cho con đâu biết gì đâu, của con mà. Nhưng mà tiền nó của tao. Cái đó con không biết, cái đó con hỏi anh chung kìa. Hỏi chung cái gì bây giờ, nó ngay bây giờ mà cô xin lại con có được không? Dạ không được cô ơi, anh chung cho con mà. Bắt gì không được? Tại vì cho con rồi là tiền của con. Không phải tiền nó đâu. Nhưng mà ảnh cho con rồi. Cái tiền nó ăn cắp mà. Ăn cắp thì cô hỏi anh kìa, cô kêu anh trả lời đi. Chứ còn tiền này qua tay của con là của con. Mày đòi lại, đòi lại trả cho dì ba mày. Em anh nói mua điện thoại cho em mà bây giờ anh đòi. Nhưng mà tiền đó của dì ba anh á. Nhưng mà anh cho em rồi mà. Đúng rồi đó má, con cho em rồi. Bây giờ em hỏi anh nè, bắt thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho có đòi được không? Không. Thì đó cô, anh chung cho rồi con nè, bây giờ đâu có đòi được đâu. Đúng rồi đó má, ông trời không còn đòi không được nữa, lấy chi con. Đúng rồi, anh chung số 1. Bây giờ ta hỏi một lần cô, ta có đòi lại không? Ông trời không đòi không được thì con cũng đòi không có được. Bà đuổi trai. Má đứng im đó. Má, má mà gượt nữa là con nhảy này á. Mày nhảy đi, nhảy. Má đừng thách con nhảy đó. Mày giỏi á, mày đi luôn mày đừng có về nhà nữa. Trước khi nhảy á, cho con gửi lại đôi dép. Thiệt á, không thấy ai giống như mày hết trơn á. Mày suốt ngày mày ăn no mày báo hoài vậy. Con có báo đâu, thì con lấy con xíu tiền cho bạn gái con thôi mà. Bây giờ mày có lên đâu? Không. Con ở dưới đây luôn nè. Nhưng mà tối má nhớ nấu cơm nữa, con về con ăn đó nha. Mày, mày ghét mày hả? Mày giống cha tao ghê vậy. Mày giỏi á, mày đi luôn mày đừng có gì nha. Thiệt con với cái. Con ba, con dạy cái mang cái số tiền nó lấy của mày á để chị Thền lại cho. Thôi được rồi chị, số tiền nó không có đáng bao nhiêu. Em không có bắt chị Thền đâu, không phải Thền. Công nhận cái thằng con chị nó báo dễ sợ luôn á. Thôi, khỏi trả. Tao hết thuốc, tao chửi nó rồi á. Mệt mỏi thằng này ghê luôn, báo hết sức báo à. Mọi người ơi, làm con cái thì phải biết nghe lời cha mẹ. Đừng có lấy tiền của cha mẹ mà cho người khác là không nên đâu nha. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời có đó. Ăn trộm hả? Ông gan quá, ông dám vô nhà tôi cắp điện thoại. Đưa ra đây. Trời ơi, cái chân bó bột vậy đó mà cũng đi ăn trộm ăn cắp được nữa. Chạy, nó ổn lên phường đi. Tôi chú tha tôi đi, đây là lần đầu nữa. Với lại á, vợ tôi nằm liệt giường ở nhà, tôi bị què nên tôi bị ăn cắp ăn trộm vậy đó. Ai tin ông mà khổ hả? Nếu cô chú tin á, tôi dẫn về nhà cho cô chú coi. Bây giờ ông đưa tôi về nhà, nếu như mà ông khổ thiệt á, tôi sẽ giúp đỡ ông. Còn nếu như ông xạo với tôi hả, tôi bắt ông lên công an. Đi đi. Đi. Cô chú thấy coi, tôi đâu có nói giống như cô chú đâu. Tôi chồng tôi đi lao động, vợ tôi bị té gãy cuộc sống, còn tôi thì bị què giò, chứ tôi đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, thiếu gì nghề anh không làm, anh đi ăn cắp như vậy á, người ta đánh đập anh chết làm sao. May mắn anh gặp ngay tôi á là hiền á, nên thành ra là tôi không có bắt anh lên phường xã. Gặp mà tôi nóng tính như người ta đi là hả, người ta quýnh anh chết luôn. Anh làm gì anh chịu suy nghĩ hết trơn á. Ví dụ bây giờ mình nó cứ bị thương chân gì á, làm không làm việc nặng được á, thì mình làm việc nhẹ. Dạy vô làm chi rồi, ăn cắp ăn trộm làm chi á, người ta quýnh mà anh làm sao. Lỡ chết vậy á, ai lo cho vợ anh đây? Sao chú không kiếm công việc gì đó ổn định chú làm đi, chứ đi ăn cắp ăn trộm hoài đâu được đâu chú. Thì mấy cô với chú cũng thấy rồi á, vợ tôi á, nằm một chỗ vậy á, rồi tiền bạc á, thuốc men hàng ngày á, tôi đâu kiếm đâu ra được, nên tôi mới làm như vậy. Vợ chú bị vậy lâu chưa chú? Cũng mới đây thôi. Chị thôi mình cho ít tiền đi chị, chứ em thấy tội nghiệp quá.
coi như mình làm từ thiện chị. Thôi em nói anh nghe nè, bây giờ á tôi có một ít gì cho anh, hy vọng anh gán lo chạy chữa cho vợ anh á, rồi còn bao nhiêu á anh xây dở làm ăn đi. Thôi tôi cảm thấy tôi có lỗi quá và xấu hổ quá, tôi không nhận đâu. Chú cứ nhận đi, xong rồi kiếm công việc gì đó ổn định mà làm, chứ đi ăn cắp ăn trộm hoài có ngày ta đánh chết đó. Anh Hoàng, em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, mình làm cái gì chân chính mình làm đi, đừng có ăn cắp ăn trộm của người ta mà anh nghĩ sao anh cứ làm vậy hoài vậy. Lỡ anh có bài gì em mới làm sao đây? Thì bà không thấy đó, bà nằm đây cơm nước hàng ngàn bữa rồi thuốc men nữa, tôi lấy đâu ra? Thôi giờ tôi nói nghe nè, tuy không có nhiều nhưng mà cái này giúp cho anh nó vượt qua cái khó khăn này á, rồi cố gắng làm ăn mà lo vợ nha, đừng có đi ăn trộm cắp nữa rồi hả, không tốt đâu. Cảm ơn cô, cảm ơn hai chú đã giúp đỡ vợ chồng tôi. Chị tốt quá, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Gái chị dành sức khỏe, giữ sức khỏe nha chị. Cảm ơn chị. Chú nhận đi nha, xong rồi ráng kiếm công việc gì đó ổn định mà làm lo cho chị đi. Đi cắp ăn trộm hoài tao muốn chết bây giờ. Tôi biết rồi. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải nên lao động chân chính để kiếm đồng tiền. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh rồi mình trộm cắp, đó là điều không tốt. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời cũng có nè. Ông muốn trộm, ăn trộm hả? Lấy điện thoại đi cho chị. Đưa đây. Giữ lại. Rồi, ok. Mấy chị, 2, 3 gì? Cho dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải nên lao động chân chính để kiếm đồng tiền. Đừng có thổ thừa cho hoàn cảnh rồi đi làm chuyện mà thằng bậy. Đừng nghĩ. Sàng bậy. Rồi, má chạy. Làm lại là chiếc xuống luôn em. 2, 3, vô. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải nên lao động chân chính để kiếm đồng tiền. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh rồi mình trộm cắp, đó là điều không tốt. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời cũng có nè. Cục cưng, cục cưng à. Làm gì vậy? Trời, em nhớ anh muốn chết luôn vậy. Nhỏ nhỏ thôi, giờ anh nó biết là chết. Đi về đi. Anh hứa là hôm nay qua ngủ với em mà tự nhiên anh qua anh ngủ với vợ anh. Trời đất ơi, vợ anh thì phải ngủ với vợ anh chứ. Mình mới gặp nhau tối rồi mà. Nhưng mà anh hứa là hôm nay ngủ với em mà. Thôi được rồi, bây giờ em về đi. Rồi để bữa nào giờ anh không có ở nhà rồi mình gặp được không? Thôi, em nhớ anh em chịu không có nổi. Hay là anh qua nhà em ngủ đi. Thôi, không có được đâu. Bây giờ em nghe lời anh, ngoan đi nha. Đi về nhà ngủ trước đi, rồi có gì anh qua sau nha. Ôi, em ngủ mình em buồn lắm, anh qua ngủ với em đi. Không có được, con sư tử nhà anh nó đang ở đây mà sao anh đi được nha. Ngoan đi về đi. Anh không nhớ em à? Nhớ chứ, nhưng mà từ từ đi em, chứ giờ nó ở đây rồi sao anh qua em được nha. Bây giờ đi. Anh không qua đúng không? Anh mà không qua là em... Thôi được rồi. Sao chứ, cái cảnh vừa rồi phụ nữ mà thấy á, ai mà chịu cho được. Em ghen á. Ai biểu em qua chị rồi em ghen. Cái gì cũng phải từ từ chứ em. Hay là anh chia tay vợ anh đi, anh qua ở với em. Chia tay vợ anh cũng phải từ từ, chứ đâu phải nói là làm liền được. Với lại bây giờ á, anh cũng không có còn yêu vợ anh nữa, chỉ còn tình nghĩa thôi. Tình nghĩa là cái gì chứ trời. Giờ em hỏi anh nè, em với vợ anh chọn ai? Sao em cứ làm khó anh hoài vậy? Tất nhiên anh chọn em rồi. Nhưng mà bây giờ á, không có để cho vợ anh với mọi người biết được. Hiểu chưa? Nếu mà anh chọn em thì anh chứng minh đi. Anh đền bù cho em đi. Bây giờ hả?
Mày đi mà quên tôi vậy? Em thấy trên chợ á, mới giờ con gái đẹp lắm chị. Mình nên chở một câu đi. Hai chị em mày mặc đẹp kinh tởm hay gì? Đấy chị, cái gì khác, cái gì vậy? Vậy thôi, đánh lộn. Lấy sao sinh nhật tao, tao mời mày đi. Ôi làm lớn nha. Mày tặng gì nói trước đi. Cái gì muốn đụng dữ vậy? Sao đánh dữ vậy? Ủa, cái gì mà đánh quá trời kìa? Dữ gì vậy? Còn sao đánh quá trời? Đủ rồi, không có đánh nữa. Nghe đâu, u ra. Mày đánh người ta nó chết hả? Bình đó hả? Bình cái gì mà bình? Làm cái gì mà đánh người ta giữa đường? Tao quýnh nó chết bữa nay luôn á. Mày bình không? Tao không có bình gì hết á. Mày quá đáng rồi đó. Mày không bình hả? Mày nắm tao nắm chân. Nắm tao nắm chân không? Thôi đi. Làm cái gì mà đánh người ta hoài vậy? Tao nói tao giết nó mà không ở tù là tao giết nó đầu tiên đó vậy anh. Mày quá đáng rồi nha Du. Tao quá đáng hay mày quá đáng? Hả? Nửa đêm hai đứa mày đi đâu? Cái con đó nửa đêm mày mò qua tới giường vợ chồng tao. Mày dắt chồng tao đi đâu? Qua nhà mày hả? Âu yếm hả? Hú hí anh qua đi ngủ với em hả? Ôi trời ơi. Sao mày biết? Tao quay lại hết rồi, mày khỏi hỏi. Bữa nay hả, tao cho nguyên cái xóm này biết. Cho mày đợi quần cho mày biết nha. Mày làm như vậy mày vui lắm hả? Vui sân vui. Tao làm miễn tao hải dạ là tao làm rồi anh. Cái đứa đàn ông như mày là đàn ông tồi. Bữa nay tao làm cái xong chuyện này á, tao thôi mày luôn. Thứ như mày tao không sống được nữa đâu. Mày cứ còn cái con đó đó. Nửa đêm nữa hôm qua tới bên giường anh ơi nè. Mày thèm quá nha. Thì về kêu mẹ lấy chồng cho nha. Mới nước mắt ra đi giật chồng ta. Mất đầu đứt cái con. Bữa nay á, tao cho nguyên cái xóm này biết. Cho hai đứa mày đợi quần. Biết nhục với người ta. Đủ rồi đó. Nếu mày đã biết, tao cũng nói luôn. Bây giờ tao không còn thương mày nữa. Tao chỉ còn tình nghĩa với mày thôi. Mày muốn ly dị chứ gì? Ly dị thì ly dị. Trời, mày nghĩ mày có tư cách mày nói câu đó luôn hả Dan? Hả? Tao đồng ý là mày không thương tao luôn á. Nhưng mà chừng nào tao mày ly dị hẳn thôi đi. Rồi mày ở với con này 10 con nữa tao cũng không nói có ý kiến gì hết trơn á. Mà tao với mày còn sống với nhau, ngủ chung một giường đất chung một cái mền. Ban đêm nó mời vô tới giường tao mày đang ngủ là sao? Trời ơi trời ơi, con này quá lắm. Đẹp đẽ vậy mà trời. Đẹp mặt mày chưa? Trời, thì đẹp mặt tao. Biết tao có thằng chồng hạng như mày vậy đó. Tao làm gì mà tao sợ? Tao có sống sai trái với ai đâu mà tao sợ vậy anh? Ê, công nhận nó cũng gan hay nhạc. Nó vô tận dụng người ta luôn. Còn bây giờ trước mặt thằng chồng cái giả nai như hiền từ vậy không nhận. Trời, có chút ép vậy mà còn quá trời. Mày lớn rồi mà quá trời. Em nói với chị á, tao vô tới giường em, dắt chồng em về bển. Xuống chồng em bỏ em luôn chị. Trời, nước mắt nước mũi vậy mày đi giật chồng người ta. Mày đạp là đáng rồi. Trời, nhìn mặt đẹp đẽ mày đi giật chồng ta. Còn cái thằng này nữa trời. Cái cỡ thằng này là đập cho chết luôn đi. Đúng chồng là nàng gì mà kỳ cục vậy? Sao? Có cái gì thì từ gì nè nói. Mày làm cái gì mà la làng ngoài đường vậy? Tao thích la nó thì sao? Ờ, đúng rồi đây. Đập nó nữa đi em. Chồng đúng rồi em. Chị đập vợ chồng người ta còn khá chi vậy? Vợ nó nó không bỏ được. Suy nghĩ lại đi, nhớ chưa? Trời em ơi, anh còn độc thân nè. Qua ở với anh không ở. Tự nhiên đi lấy chồng ta. Con nghe chứ con. Về kêu mẹ lấy chồng đi. Đừng đi phá gia can nhà người ta vậy. Còn mày á, lấy gì đi. Đúng rồi em, bỏ nó đi. Bỏ nó đi. Lấy gì đi. Thằng nào ở chị vợ thích nó vậy. Được. Lấy gì thì lấy gì. Đi em. Đó, 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 đó. Mọi người ơi, đừng bao giờ phá gia can của người ta để dành hạnh phúc cho riêng mình. Làm như vậy thì không đúng đâu. Người dân chúng ta không ai chấp nhận chuyện đó. Đừng nghĩ trên phim mới có đâu nha. Ngoài đời cũng có đó.